Chào mừng các bạn đến với Đồng Hồ Hiệu chấm info. Tôi là Lê Thế Thắng và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ hàng chính hãng với thương hiệu là Olympianus. Sau đây tôi sẽ đi giới thiệu chi tiết hơn về nhân vật chính nhé. Ok. Với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân, hiển thị lịch ở góc 3 giờ. Đây tôi sẽ zoom cái mặt lên một chút cho các bạn xem chi tiết hơn. Ở phía bên trong mặt của nó thì nó tạo ra các cái đường vân sóng rất là đẹp. Ok chưa? Đây các bạn nhìn thấy rõ chưa? Hiển thị lịch ở góc 3 giờ, có lịch thứ và lịch ngày. Kim màu xanh. Ở trên kim thì nó có dạ quang. Cái vạch trắng ngay đây chính là dạ quang. Với thiết kế size mặt là size 40 mm, vỏ và dây của nó thì bằng thép 36L mạ PVD vàng. Ok chưa? Công nghệ mạ PVD là công nghệ mạ tốt nhất hiện nay trên đồng hồ rồi. Nó rất là bền màu, không phai được nha. Ok chưa? Các bạn để ý cái màu của đồng hồ với cái màu nhẫn của tôi á, thấy rõ. Thiết kế dây của nó thì dạng dây mắt nhỏ như thế này này, tạo cảm giác rất là ôm tay, khi đeo thì nó sẽ ôm sát vào tay, dây rất là chắc chắn. Ok chưa nào? Ở trên núm của nó thì có logo của OP. Ok chưa? Rồi ở trên khóa cũng vậy. Tại vì tôi đang quay vào buổi tối cho nên là cái độ bắt sáng hơi kém một chút. Rất tuyệt vời đúng không nào? Sở hữu size mặt là size 40 với kính sapphire chống sứ và chống nước. Các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Bây giờ tôi sẽ đi chi tiết hơn về cái thông số máy phía sau của nó một chút nhé. Khóa của nó chỉ cần bấm vào đây thôi là mở ra được. Số máy đằng sau của nó này, nó sẽ ghi là mã là 99016AM. A có nghĩa là automatic, M chắc là ký hiệu từ men ấy, dành cho nam giới. Vỏ và dây bằng thép không gỉ này, automatic này. Water resist có nghĩa là chống nước, các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Sapphire là kính sapphire và dòng máy của cái mẫu này đó là dòng máy của Seiko. Tôi zoom to lên một chút cho các bạn xem, bánh đà này hơi khó nhìn. Các bạn nhìn rõ chưa? 24 có nghĩa là 24 chân kính. Mã của nó là NH36A. Dòng máy Seiko nha. Ở phía dưới bánh đà này nó khắc logo của OP với dòng chữ là Olympianus và logo. Rất tuyệt vời, đối với những ai mà đã sử dụng đồng hồ của Nhật rồi thì cảm nhận được độ bền và độ chính xác của nó rất là tuyệt vời đúng không nào? Rồi, với mẫu này thì thiết kế là vỏ vàng và mặt vàng toàn bộ, tạo cảm giác rất sang và đẳng cấp trên tay. Tôi sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời như nào nhé. Với thiết kế là size 40 mm thì khi leo lên tay á, nó tạo ra cảm giác rất là ôm, tại vì size này là size tiêu chuẩn dành cho cổ tay nam giới rồi.
Đối với những bạn có cổ tay từ size từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Ok chưa nào? Rất tuyệt vời. Ôm sát tay, cái dây này thiết kế rất là thích. Ôm tay. Rất tuyệt vời, một chiếc đồng hồ cơ hàng chính hãng trên tay đúng không nào? Tết này các bạn đeo gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ người thân, khách hàng của mình sẽ rất là tự tin và thoải mái. Đúng không nào? Rồi. Một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp đồng hồ. Đây. Một cái hộp đồng hồ hãng của nó và một cái sổ bảo hành. Cái sổ bảo hành quốc tế. Ở trong này thì nó có hướng dẫn sử dụng chung cho các cái dòng đồng hồ của OP và có ghi rõ địa chỉ bảo hành quốc tế tại Việt Nam. Đó chính là nhà phân phối Trường Hoan, cũng là nhà phân phối độc quyền cái thương hiệu OP, Ogivan, Alexander và có thêm thương hiệu Rithim nữa. 31 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đối diện với bờ hồ, hồ Hoàn Kiếm ạ. Một năm, đấy là bảo hành 2 năm tại hãng, theo cái sổ bảo hành quốc tế này. Ngoài ra thì thêm cái thêm 1 năm tại cửa hàng của bên mình nữa, theo cái thẻ bảo hành tại cửa hàng của bên mình, tổng thời gian sẽ là 3 năm. Ngoài ra thì bên mình còn có gói bảo hành an tâm nữa, cứ 120.000 một năm. Các bạn có thể mua thêm thời gian bảo hành nếu như muốn. Có thể mua thêm 10 năm cũng được, ok thế nào? Tại vì nó đã là hàng chính hãng rồi, rất là bền. Thương hiệu nó đã được khẳng định trên toàn thế giới rồi. Chính vì vậy mà ít khi mà nó xảy ra lỗi lắm. Đúng nào? Rồi. Mình thì ở tầng 1 tòa HHB khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng Hà Nội. Đối với những bạn ở Hà Nội á, có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu mới lấy thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912 681586. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những cái video tiếp theo. Khách của mình á, thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam, tỉnh nào cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á, để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng, nói về bên mình như thế nào. Đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn, giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Rồi, nhân dịp ở đầu xuân năm mới, mình cũng xin chúc tất cả mọi người, tới gia đình, tất cả mọi người có một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công và nhiều may mắn. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.